Xin chào tất cả mọi người, Huy đã quay trở lại rồi đây. Sau khi làm một cái vlog về làm đẹp và những cái sản phẩm mà chăm sóc cho cơ thể detox thì Huy đã nhận được rất là nhiều câu hỏi và cũng như là khuyến khích Huy là làm nhiều cái vlog hơn và giúp cho các mọi người có thể có được những cái sản phẩm tốt để chăm sóc cho cơ thể mình. Bên cạnh đó thì Huy đã nhận được một số câu hỏi về cách chăm sóc da, làm thế nào để chăm sóc da khi mà không có thời gian đi ra spa hay là đi thẩm mỹ viện để có thể chăm sóc làn da của mình. Mọi người nghĩ collagen là gì? Đầu tiên là làm cho cái làn da của mình tươi trẻ hơn nè. Qua cái thời gian á thì Huy được biết á là sau khoảng 20 tuổi thanh xuân đầu tiên của chúng ta thì cái lượng collagen ở trong cơ thể nó sẽ không có tự bài tiết ra nữa, không nên là chúng ta phải sao? Phải tự cung cấp từ ở ngoài vô. Mà ở ngoài thị trường sẽ có rất là nhiều sản phẩm collagen cung cấp collagen khác như là dạng bột, này dạng viên hay là dạng gel. Nhưng mà cái mà Huy nghĩ nó dễ hấp thụ cho cơ thể nhất á thì cái dạng nước uống như thế này, tại vì nó là dạng lỏng cho nên là Huy nghĩ là nó sẽ dễ hấp thụ nhất. Tại sao Huy lại chọn cái sản phẩm này để giới thiệu với mọi người? Vì đây là cái sản phẩm mà có cái hàm lượng collagen cao nhất thị trường hiện nay. Đó chính là sản phẩm nước uống collagen Estron này. Và Huy tiết lộ cho mọi người biết một thông tin nữa là sản phẩm này được sản xuất ở Việt Nam. Và mọi người sẽ nói là mua nước ngoài về sẽ an toàn và nó hiệu quả hơn đúng không? Nhưng mà thật ra thì cái sản phẩm collagen này á thì khi mà nó sẽ ở nước ngoài á và ở Việt Nam là cái thời tiết và cái khí hậu nó khác. Khi mà nó chuyển đi chuyển lại vậy á thì cái lượng mà collagen nó sẽ bị giảm đi. Cái việc mà sản xuất nước uống collagen này ở Việt Nam mọi người hoàn toàn yên tâm nha, tại vì được sản xuất tại nhà máy dược phẩm. Cho nên là mọi người yên tâm về cái vấn đề này. Thành phần ở trong chai nước uống collagen này thì trong mỗi 50ml nước uống collagen thì có chứa là collagen nè. Và cái collagen này được chiết xuất từ da cá. Mà Huy được biết thì cái lượng collagen ở trong da cá nó gần giống với lại cái hàm lượng collagen ở trong cơ thể con người. Và bên cạnh đó là có Elavida nè, được chiết xuất từ quả ô liu xanh, rồi vitamin C, rồi nước cốt phụ liệu táo. Cho nên là khi mà chúng ta uống cái nước này vào nó cảm giác như là chúng ta uống nước ép táo vậy đó, rất là dễ uống luôn, không có cái mùi tanh gì hết. Đặc biệt là sản phẩm này công bố giấy phép trên quảng cáo luôn đó mọi người, cho nên là cảm thấy rất là yên tâm nha. Và đặc biệt là còn có bảo hiểm để cho khách hàng khi mà mua sản phẩm này nữa, nên là khi sử dụng như thế này thì mình sẽ cảm thấy rất là yên tâm về sản phẩm. Cái sản phẩm nước uống collagen này thì giá bán ngoài thị trường là 850.000, nhưng mà khi mà Huy mua thì Huy mua được một set 9 chai. Tại vì khi mà mua thì cái người bán hàng có gợi ý Huy là khi mà mua một set 9 chai này thì với giá là 5.990.000 thôi, tính ra cái giá nó cũng khoảng 600.000 một chai rồi. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều luôn đó. 3 tháng trời sử dụng 9 chai để xem là có cải thiện như thế nào không nha. Và mọi người thấy được rồi đó, da của Huy thì cảm thấy rất là ok khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Bên cạnh đó thì mình cũng phải chăm sóc nữa, chăm sóc từ bên trong và bên ngoài nữa nha mọi người, chứ không phải là cứ nghĩ là uống cái này không là đẹp lung linh đâu nha. Phải chăm sóc từ bên ngoài nữa. Bây giờ chắc Huy uống thử cho mọi người coi nha. Một cái lượng đây, mở cái nắp ra, ở trong đây nó có một cái nút nữa để có thể dễ dàng bảo quản. Rất là thơm này. Xịt ra nè. Nếu mà mọi người có cái phiểu á để mà cân cho nó đúng cái liều lượng á thì một cái chai này 500ml thì chúng ta có thể uống được 10 lần. Uống được 10 ngày luôn á. Như Huy đã nói thì cái sản phẩm này rất là dễ uống. Nó sẽ ngon hơn khi mà mình để trong tủ lạnh. Và bây giờ thì tới đây thôi. Nói nhiều quá rồi mọi người cũng không có tập trung được. Bây giờ tập trung vấn đề chính là ngày hôm nay Huy muốn chia sẻ với mọi người cái nước uống collagen này giúp cho chúng ta đẹp da. Nhớ đó nha. Sau 20 tuổi thì cái lượng collagen ở trong cơ thể mình nó sẽ không còn tự bài tiết ra giống như lúc còn trẻ nữa. Cho nên là hãy níu kéo tuổi xuân khi còn có thể, đừng để quá già rồi lúc đó chúng ta níu kéo thì đã quá muộn rồi.